và chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại với channel của mình. Thì clip ngày hôm nay thì mình lại tiếp tục đi solo squad ở cái map Irango và sẽ không nhảy ở trong khu cảng nữa. Thay vào đó thì mình thử vào trong Pochinki này xem nào đây có gì vui hay không. Thì lúc nãy thì có đã nhìn thấy rồi anh em ơi, có thấy gươm sơn ở đây rồi. Mình sẽ công sớm sang bên kia đi, hình như là mình chỉ thấy đâu đó là một team thôi. Đây rồi, ở gần mình có người luôn đấy. Như vậy là không phải một team thì phải. Mình công sang luôn cho được việc. Mấy ông này không lên để là có súng anh em ạ. Có súng là mình chơi luôn. À bên ngoài đang chạy. Chạy đâu vậy anh trai? À hả, trên chơi này chưa có súng, ông này chưa có súng. Anh ơi, em này, à chạy trên nhà. Rồi rồi rồi, úi rồi chạy này. Chưa có súng mà bạn. Rồi, nốc luôn. Một thanh niên Hàn Quốc anh em ạ. Bỏ làm sao được bạn, tầm này là mình chỉ có gạt luôn thôi. Ui, cái cây thông sơn này nắp cái nòng, nắp cái nòng giảm thanh vào nghe êm thật anh em ạ. Nghe phê vãi nồi. Mình sẽ đi lần nốt mấy cái thanh niên của team này đi. Từ cứ phải đi đâu cũng phải kiếm cái mũ úp vào đầu đã, chứ tầm này đạn lạc 1-2 viên thôi vào đầu cũng là đủ anh em. Gọi là tan xác rồi, nên là mình cũng không thể nào mà ngoại lệ được. Cứ phải có cái mũ, ít nhất thì cũng phải cái mũ 1 úp vào đầu, tránh trường hợp là đau đầu anh em. Không thể nào mà đỡ được, không có mũ rồi. Có cây M16 này, mình đổi qua luôn. Không nghe tiếng chân nữa rồi. Như vậy là vừa lẫy ở bên này chắc là, à không, chắc là đây rồi, có cái mũ 1. Chắc là mình nghĩ là một team nhưng mà thanh niên này tách nẻ. Rồi có tiếng rồi, rồi mình nghe thấy rồi. Đi đâu vậy anh trai? À đây rồi, mở cửa, mở cửa ra cho nắng sớm vào nhà này. Trời ơi, nghe cái cây thông sơn nó lại phê vãi ra. Nghe bạch 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 bạch, sướng thực sự. Hai tên rồi, đêm này vẫn còn hai tên nữa đâu đó trong cái khu vực Pochinki này rồi. Mình sẽ lần nốt anh em nha. Người ta gọi, người ta nói rồi, hoa thơm người ta đánh cả cụ, đánh cả gốc lẫn rễ luôn. Câu nói mình thường nói. Đi lần nốt đây. À nhảy, đây rồi, nghe một tiếng nhảy. Có AK, đổi sang cây AK đi. AK cho nó mạnh anh em ạ. Rồi rồi rồi, trên nhà 3 tầng. À ha, hello bác Tài. Bác Tài trèo lên nhà này. Nào nào nào, mình công luôn. Nào. Hello bác Tài này. Úi dồi ôi, bác Tài này chưa có mũ. Úi dồi ôi, một viên AK vào đầu nó lại gọi là phê vãi nồi. Bắn một phát là thôi. À có tiếng bên dưới. Có tiếng bên dưới này. Clear luôn. Game dễ anh em ạ. Như vậy là clear trong Pochinki rồi. Thôi, mình cũng đi luôn rồi. Lúc nãy mình chỉ có thấy một team thôi mà. Đi thôi anh em. Đây mình lượn vào khu cảng xem là có người không. Tại vì là đường bay lúc á đủ. Đây rồi. Một tên, một thằng ở bên dưới vẫn còn đứng đó mà ngắm này. Hai tên. Ui, ui, ui. Bình tĩnh anh ơi, anh ơi, anh thôi. VDS gạt đã này. À ui ui, thằng VDS đằng sau không phải là team của bọn này, nó định gạt mất của mình này. Từ từ anh cứ bình tĩnh. À ha, này còn bò ra cạnh mình à, bò đi đâu anh trai. Trận này thì mình sẽ bắn AK đi. Ui có Silent này, lắp Silent luôn. Trận này AK Silent săn người cho nó máu lửa. Xe này, à no, bước lên đây, bước lên đây này. Ok mẹ, như vậy là hai cháu đã ra đi, còn liên một team rồi. Team ở Việt Nam anh em à. Không, mình quyết định là sẽ bắn AK trận này. Một tên nữa ở đây, nốc luôn này. Gạt giò luôn cho được việc. Vẫn còn, không thể làm mà hết được. Đây rồi này, mình nghe thấy bạn ở trên thùng rồi. Mình nghe thấy bạn lâu rồi, bạn chạy làm sao được. À đủ. Có con bot đang bò kìa. Từ từ. Bò đi đâu? À không phải, không biết là bot hay người, nhưng mà cứ phải gạt đã. Thơm ngon thêm một mạng. Mình nghe thanh niên này đứng ở trên thùng rồi. Nhưng mà thanh niên đấy, mình cứ nghĩ là nó chỉ đứng ở trên đấy nó nút đồ thôi. Ai ngờ nó lại nằm trườn ươn ở đấy luôn. Quá buồn cho thanh niên. Từ xem đã nào, còn gì không. Nên đặt thêm ít đạn.
Rồi, có cái giảm thanh nữa. Như vậy là trận này có cá giảm thanh AR, cá giảm thanh của Sliper luôn anh em ạ. Từ từ mình phải kiếm cái băng đạn xịn đó. Ui bọn này không có băng đạn xịn rồi. Xem xác đằng này có không. Cầm Makai Silent nó mới gọi là dân chơi. Xác mạnh không có Silent, à không có băng đạn xịn rồi. Như vậy nè. Ui giời. À đù. À ha. Có một anh dài, anh dài. Có một tên, một tên đang ở trong cái nhà kho này. Đây này, mình công sang luôn này. À đù. Nhảy sang đây rồi. À. Hello. À nhảy sang rồi. À chạy vào summon này rồi. À đây nút đồ. Nút đồ này. Nút. Nút đồ này. Đăng Huy à. Việt Nam anh em ạ. Này thì đứng mà nút đồ này. Đưa đồ đây. Sao lại có một tên lạc còn. À đây rồi. Có băng đạn xịn rồi. Ok. Đi săn người tiếp nào. Đây 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 đây. Trong này chúng nó vừa bắn thính kia rồi. Mình nhìn thấy rồi. Đây đây mình dừng đây. Đang táp nhau kìa. Đây đây mình dừng ở mãi trên này luôn. Mình dừng ở trên này. Nếu mà mình nốc được thì mình mới đẩy xuống. Kìa kìa thính kìa. Úi dồi ôi. À ăn thính này. Nào nào nào. Mày thì ăn thính này. Một tên. Nào 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 nào. Anh ơi. Bình tĩnh anh ơi. Ui dồi. Xịt 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 rồi. Bình tĩnh anh ơi. Nào nào nào. Nào. Đứng im bạn ơi. Đứng im bạn ơi. Ui không vào đầu này. Thôi. Xong nó cứu rồi. Không được không được. Mình đẩy luôn anh em ơi. Công luôn công luôn. Nốc một rồi. Có thể là mình công đến bây giờ là bọn nó cứu xong nhưng mà bọn nó sẽ yếu máu. Quyết định vẫn chơi anh em ạ. Không thể làm mà tha thứ được. Smoke rất chi là kinh. Ui quăng cả smoke qua đường cơ à. Ghê đấy. Bình tĩnh anh mấy anh em nào. Ui ok không sang này. À đây rồi. À lộc cộc trên nhà. À nhà này có một tên. Bên ngoài này có một tên nữa. Như vậy là trên hai thằng. Khoảng 3-4 thằng gì đó. Đây này, mình giết cái thằng ở trong nhà này trước. À, quăng bom à. Nào. Mình biết thừa bạn rồi. À, rút chốt này. Này thì rút chốt này. Bạn rút chốt. Cái tầm này là bạn sai, quá sai rồi. Gặp giò luôn một ông. À đủ, có bom này. Bình tĩnh anh ơi. Ủa ơi, đau đấy, từ. Anh bình tĩnh, anh bình tĩnh. Tất cả nó có gọi là em có làm gì đâu. Em mới giết một người bạn của anh thôi. Anh vẫn còn đầy người thấy. Sao anh căng thẳng với em thế nhở. Uầy, bọn này quăng công nết nhiều đấy. Trúng cho 10 tỷ luôn. Đây, mình ra ngoài đây. À, công vào à. Nào, bước vào. Rồi, một tên vào trong nhà rồi. Đây, đây, đây. Trên tầng rồi. Mình công tiếp thanh niên này luôn. À, bạn công nhà mình à. Bạn công nhà mình hả? Bạn công nhà mình này. Rồi bạn công nhà mình. Mình cho bạn công một thẻ luôn. Còn một tên nữa. À chạy được sang nhà bên cạnh rồi. Chạy sang nhà bên cạnh. À nhà đỏ đây rồi. Ô chỗ, à chỗ này không nhảy được, không nhảy được. Chạy sang nhà đỏ rồi. À đây rồi. Nào anh trai. Thò cái đầu lên. Ông ơi. Anh gì ơi. Anh thò giúp. Vừa gọi xong thò lên này. Đây đây đây. Mình cho thanh niên này trái bom. Quả này là bạn ra đi luôn này. Boom. Ui ôi không chết à. Nào bước ra. Nào thò ra. Yếu rồi. Yếu rồi. Yếu rồi này. Ui dồi ôi. Mình quăng quả bom đấy là không giết được ông này. Nhưng mà cũng ông này cũng mất khá nhiều máu rồi. Nên là mình nhảy ra là kiểu gì chả cuống lên mà thò ra. Nào. Ui ôi đây rồi. Có ốp. Xịn xịn. Lấy ốp luôn. Mình đi gọi là càn quét tiếp. Tiếp tục mình lại quay lại. Mình lượn gọi là 2-3 vòng rồi. Không tìm thấy một tên nào luôn. Buồn thực sự. Đây. Hồi nãy thì mình có nghe cái tiếng tiếng súng nho nhỏ ở cái khu vực ở đây. Đâu rồi. Có không. Đâu rồi mấy anh dai. À đủ. À đây rồi. Nằm thôi. Bình tĩnh anh ơi. Rồi. Còn một tên ngồi góc nhà kìa. Mình bơm máu xong là bạn chết này.
Này, đừng nghe này. Bạn chết này. Cờ lìa luôn. Trời ạ. Hai ông. Hóa ra là mình nghe chuẩn anh em ạ. Lúc nãy thì mình có nghe vu vơ. Đấy là vòng lên bắt được hai ông luôn. Mà đi thế là kia này cái gọi là mà cái mà kia. Cái gì đây? Cái gì mà cái gọi là what the fuck? À thì người đang xem mình anh em ạ. Bình tĩnh thôi bạn. Ôi con xe này hỏng rồi. Thôi, mình ra trước mặt kia mình lấy con xe. Đây mình thấy con xe ở bên đầu này rồi. Hai thanh niên này bị mình dã chết. À đủ. Có một tên này. Một tên anh gì ơi. Ủa thấy tầm này với cả AK Silent nó hơi lắc. Đây rồi. Xong luôn. Đi luôn. Được việc anh em ạ. Tiếp tục là cuộc dòng đuổi săn người thôi anh em. Không thể làm đỡ được. Mình lượn nãy giờ rồi. Còn những 9 tên ở trong cái vòng bo như thế này mà mình lượn phải nói là tốn á đủ tốn 50 tiền xăng rồi mà bây giờ mới gặp được thanh niên này đang chạy này. Thanh niên á đủ nằm đây à, nằm đây này. Nào bạn nằm hộ mình cái, mình cho bạn nằm luôn này. Đấy lổ cái xe đã. Như vậy là thanh niên này chạy từ dưới này chạy lên. Đồng đội một tên thì nằm bên trên rồi. Chắc chắn là trước mặt mình thôi. Không thể làm mà lệch được. Thanh niên này xe chạy đằng sau vẫn không biết cái gì anh em ạ. Đâm một phát thôi. Loài ruột. Mình á đủ. Đang định bảo là mình sẽ quay lại chạy đằng sau. Nhưng mà đây rồi. Nghe được tiếng súng. Mình nhìn thấy rồi. Mình à đây rồi, từ bình tĩnh. Chạy xuống đây này. Rồi một tên Trung Quốc này. Gạt luôn cho được việc này. Ủa ơi, không được rồi, nó bỏ khuất rồi. Đâu rồi? Đây này. Ngó tôi này. Ngó này, đây là ốp đấy bạn. Nốc 2 rồi. Này thì ngó này. Một tên đang nốc ở bên trên. Đây này, mình công luôn, mình công lên luôn. Không để cho mấy cái thanh niên á đủ. Anh ơi, cái gì đây? Ôi bố ơi, anh ơi em xin lỗi em không á đủ. Thôi xong rồi, gãy. Nào anh ơi, bình tĩnh anh ơi. Ôi trời ơi anh ơi, ui tí nữa bên gì mình hẹo anh em ạ. May là mình kịp bình tĩnh lại. Tại vì nó nắc kinh quá là bình tĩnh là mình. Chứ không mình quả đấy mà mình cuống mình mà sấy cả băng đấy thì chắc chắn là mình hẹo rồi. May là mình bình tĩnh lại. Mình giữ lại được tầm chục viên. Thế là mình lia được chết nó. Thanh niên này vội. À trên kia có sờ mốc kìa. Rồi. Tặng cho bạn trái nét này. Một pha phải nói xử lý ngu người. Tí nữa thì mình hẹo anh em ạ. Từ. À, bắn rồi này. Tiếp tục là Lốc Tuấn. Này. Cho bạn thêm trái nữa này. Đây, mình quăng quả bom. Thanh niên này ù tai là mình sẽ vòng, mình mở góc. Những cái gọi là bước di chuyển nhịp nhàng. Nào anh trai, hello bác tài. Đây, trên cái đống này đây. Trên cái gốc cây này thì phải. Đâu rồi? À, đang ngồi cứu nhau. Này thì đang ngồi cứu nhau này. Lại là Tuấn. Sao lại nắm Tuấn vậy? Tuấn nãy giờ này. Trời ơi, lần này thì Tuấn làm sao mà cứu được. Đồng đội của bạn cũng chết luôn. Đèn cho Tuấn lắm. Đây, mình vòng sang bên này. Mình vòng gọi là một vòng nãy giờ. Cuối cùng là mình đã biết được cái chỗ của thanh niên. Đó là thanh niên ở trước mặt anh em ạ. Tại vì là mình chạy một vòng ấy, sau đó là hai thanh niên trước mặt lại bắn nhau. Mà mình nằm đây đâu đó là khoảng nửa tiếng đồng hồ rồi. Mà vẫn gọi là thanh niên kia vẫn không chạy vào. Mình tiếp tục nằm đợi tại vì chỗ mình là khá là đẹp. Mình vẫn chưa biết nó đang ở chỗ nào nên là mình chưa thể công được anh em ạ. Đây cho bạn trái led này, nó đang quăng led mình anh em ơi. Đấy nó đang quăng kìa. Này, boom này, top 1 này. Ui, chưa được rồi. Mình nghĩ là nó ở
tảng đá trước xa xa kia thôi. Thêm cho bạn trái nữa này, cho bạn quả sấm mốc này. Đây đây, mình sẽ quăng lên sấm mốc để mình chuẩn bị công. Mình đoán tầm 80-90% mà nó ở trước cái hòn đá nhỏ nhỏ hướng 280. Mình sẽ che tầm nhìn của nó, công lên luôn anh em ạ. Chứ lằm đây, mình lằm đây là lửa tiếng đồng hồ rồi, mà thanh niên này vẫn chưa có một cái động tĩnh gì gọi là ra để giết người cả, để giết mình cả. Bây giờ thì chúng ta kết thúc trận đấu thôi. Này, múa lửa đi này, nắm nét thế bạn. Thế như này buôn bom à bạn, buôn bom là đi tù đấy, đi tù như chơi đấy. Mình vẫn không nghe một cái động tĩnh gì, không biết là có phải ở đây không cơ này. Á đủ, á đủ, thôi xong rồi, bạn để lộ vị trí bạn chết rồi. Nào, à đâu rồi, à đây rồi, đây rồi, úi giời ơi. Như vậy là mình đã hoàn thành xong một trận đấu top 1 với 25 kill. Anh em nào thấy hay thì đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh. Và nhớ bật quả chuông để không bỏ lỡ những clip của mình nha. Nhớ like clip này cho mình nha. Anh em cho mình xin một like đi chứ, like của mình hơi thấp, like thì nó mới lên đề xuất được. Trận đấu này mình đã hoàn thành xong bằng cây AK Silent. Hẹn anh em ở những clip tiếp theo nha. Bye bye.